Xin chào các bạn, mình tên là Huy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một ứng dụng bằng ngôn ngữ Visual Basic trên Visual Studio 2015. Và đây là cuốn sách mà mình coi để học ngôn ngữ VB.NET này. Nếu các bạn cần thì xin comment lên cái video ở bên dưới video, mình sẽ gửi link cho các bạn download cái cuốn sách này về để đọc. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mở cái video của mình ra. Visual Studio 2015. Và một điều là nếu các bạn nào học IT á, học trong trường đại học hoặc trường cao đẳng á, học ngành IT á, thì Microsoft nó sẽ liên hệ với trường, sẽ tạo cái email cho các bạn để truy cập vô cái website để download các phần mềm như là Microsoft Visual Studio hoặc là SQL Server. Và phiên bản mới nhất của Visual Studio này là 2017, nhưng mà mình đang xài 2015. Mình vẫn xài tiếp chừng nào có những cái ứng dụng, có những cái tính năng mới mình sẽ update lại tại sao. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ tạo cái ứng dụng mới cho các bạn. Ở đây chúng ta có ba cách để tạo một cái ứng dụng mới, là chọn cái New Project ở đây, hoặc là mình chọn File, New và Project ở bên đây. Sorry. Hoặc là chúng ta chọn phím tắt là bằng Ctrl Shift cộng N, nhập vô đây để tạo một cái ứng dụng mới. Do chúng ta lập trình trên ngôn ngữ Visual Basic thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có Visual F Sharp, C++, Python, JavaScript, TypeScript hoặc là C#. Mình đã từng học qua C#, VB, C++, SQL Server, Python, JavaScript. Nhưng hôm nay mình sẽ dẫn các bạn viết ứng dụng trên Visual Basic này. Mình chọn Windows Form Application. Ở đây ta có ba mục: Name, Location, Solution Name. Solution Name á, để cho các bạn đặt tên cái ứng dụng, cái ứng dụng bạn đang làm. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt là dự án 1 hoặc là bài tập 1. Bài tập 1. Trong bài tập 1 các bạn có thể có nhiều cái ví dụ. Thì ở đây mình sẽ đặt cái tên, ở đây là ví dụ 1. Có thể là trong bài tập 1 có thể viết có ví dụ 2, ví dụ 3. Rồi tiếp theo là có những cái bài tập 2, bài tập 3 tiếp theo đó. Và chọn cái nơi lưu trữ ở ngoài desktop. Sau khi các bạn đặt tên và chọn nơi lưu trữ các bạn xong, bấm bạn chấm OK. Thì chương trình cái ứng dụng, cái phần mềm này nó sẽ tạo ra cái trình làm việc cho VB này. Ở đây ta có ba khung màn hình, bốn khung màn hình luôn. Bên đây là cái toolbox, nó chứa tất cả các control để bạn kéo thả qua cái form bên đây để bạn lập trình tạo cái ứng dụng của các bạn. Rất nhiều control bạn sẽ được học và làm việc sau này khi các bạn học nâng cao lên. Mới đầu tiên vô các bạn chỉ cần học những cái căn bản, những cái thuộc tính, những cái nó có gì. Màn hình thứ hai là đợt chứa cái form nó, bạn có thể làm cho cái form nó rộng ra, dài ra, cao hơn, nhỏ lại. Và cái màn hình bên đây á là chứa các thuộc tính của nó, property nè.
Crashview nè và Team Explorer. Cái này giống các bạn connect với nhau để các bạn lập trình chung một cái team với nhau. Còn tiếp theo là Solution Explorer, chứa cái solution là cái bài tập một các bạn, chứa cái video một các bạn, cái ứng dụng một, cái ứng dụng một, cái video một bạn đang làm. Cái này là cái form một, cái form một là cái form này. Và dưới đây là chứa kết quả khi khi nó biên dịch ra để chạy cái ứng dụng lên, nó sẽ, các bạn nó có thì nó sẽ hiện lỗi và kết quả nó chạy ở dưới màn hình như này. Trước tiên á, các bạn học, các bạn phải nên học cách đặt tên cho tất cả các control, các ứng dụng bên đây, các control bên đây, đặt tên cho các form khi mà mình chạy. Bởi vì lúc bạn học á, bạn sẽ học có một cái form thôi, nhưng mà sau này khi bạn lập trình làm bài tập project cho trong cái môn học đó, hoặc là sau này khi bạn tốt nghiệp bạn đi làm rồi, bạn sẽ làm trên nhiều cái form, những cái ứng dụng có nhiều cái form mở ra, và bạn sẽ không bao giờ nhớ được hết tất cả các tên của các form đó nếu mà các bạn đặt là form 1, form 2, form 3, form 4. Bạn sẽ không biết là form 1 là cái gì, form 2 là cái gì, form 3 là cái gì, hoặc là cái control này, button 1 này là cái gì, button 2 là cái gì, button 3 là cái gì hết. Cho nên bạn sẽ phải học cách đặt tên nó. Để đặt tên cho cái form này á, bạn chọn vô cái drop, vô cái Solution Team View Explorer này đó, bạn chọn vô đây, bạn bấm F2, hoặc bạn chọn vô đây và bấm chuột phải của nó, chọn Rename. Form được sự viết tắt theo chữ là FORM. Form này bạn làm cho ví dụ 1 thì bạn sẽ ghi là FORM ví dụ 1. Bạn Enter. Nó sẽ nói là bạn đang thay đổi tên nó, và việc thay đổi tiến hành thay đổi này sẽ để thực hiện cho tất cả các lên cho form 1 này. Bạn chọn yes, nó sẽ đổi thành tên tên này. Tiếp theo á, bạn sẽ chọn cái form này, bạn sẽ chọn qua thuộc cái mục cái tab ở bên đây là properties. Cái test này á, bạn không để thế nào là để cái test là form 1 hết. Nhiều cái ứng dụng mà người tạo ra sẽ đặt tên để dễ nhớ và dễ làm việc cho cái form đó. Bạn sẽ đặt là form này là ví dụ 1. Ví dụ 1. Và cái tên đó hồi nãy mình đã đặt là FOM ví dụ 1, nó sẽ hiện ở đây. Bạn có thể đặt ở trong Solution Explorer hoặc bạn vô một Properties khi mà nhận dọn cái form đó rồi. Xong. Ở trong đây có rất nhiều thuộc tính khác nhau. Tôi chọn cái size, auto size nè. Có color, cái màu cho cái form này. Nên màu nâu hoặc cái gì đó các bạn muốn. Này để mình để mặc định nó. Còn cái phông chữ, tên phông chữ size nè, unit nè, nó muốn đậm hơn là sao đó, hay là nghiêng, hay là underline nó. Đó, rồi cái size này các bạn sẽ chọn là 12. Thì mình luôn luôn chọn 12. Để cho cái phông chữ, cái phông chữ nó bự ra một chút, nên mình dễ làm việc, mình nhìn thấy rõ hơn. Đó, cái... Sau khi chỉnh thuộc tính cho cái form rồi, mình sẽ bước đầu mình sẽ viết một cái ứng dụng theo cái button này. Cái nút nhấn này á, khi mình chọn, khi mình chạy cái chương trình này lên và mình chạy chương trình lên, mình bấm vô cái nút nhấn này á, button này một này á, thì nó sẽ hiện, nó sẽ show lên màn hình một cái message hoặc một cái thông báo là hello world cho các bạn. Và làm xuống sau là chúng ta phải làm được vậy, chúng ta sẽ bắt đầu lúc nào cũng phải vậy, đặt tên cho các form, các thuộc tính, các control cho nó để dễ dàng làm việc và dễ dàng tìm kiếm ra nó khi mà bạn làm một cái form rất nhiều cái nút, cái ứng dụng, cái label. Bạn chọn properties, chọn vô nó, rồi xong chọn properties
tìm lên một name đặt tên cho nó button á, thì mình sẽ đặt là btn, chọn là click me, enter. Ở dưới đây á, các bạn text đó là bấm lại là click me. Ok, mình để giữa cho nó đẹp cái màn hình. Sau khi xong nó chọn đặt chỉnh sửa cái đoạn test này là click me rồi đặt tên cho cái button này rồi á, làm sao để viết cái xử lý cho cái code, cái nút này, để viết xử lý cho nó bạn chỉ cần double click vô cái button này, cái nút nhấn này thôi. Nó sẽ hiện cả, nó sẽ nhảy vô cái phần để bạn viết code xử lý cho cái nút xử lý đó. Trong cái nút này á, thì mình muốn thể hiện một cái thông báo lên màn hình là Hello World. Mình sẽ chọn là Message, thông báo là Message, tiếng Anh là Message Box. Khi mình trong video nó có cái hay là các bạn chỉ cần gõ M E Message, nó sẽ tự động nó gợi ý, bạn gõ chữ S S nữa là nó sẽ gợi ý ra chữ Message Box. Bạn bấm nút Tab để nó hiện ra cái đó. Tiếp theo, để thể hiện lên chữ show, bấm chấm, chọn show. Display a message box with a specific text. Bạn bấm show, bạn chọn show. Trong cái show này, bạn lúc nào bạn cũng phải để một cái chuỗi ký tự trong đó hết. Thì ở đây bạn sẽ để chuỗi ký tự bạn luôn luôn để trong hai cái dấu ngoặc kép. Đó. Nếu mà bạn không để á thì nó sẽ thiếu và nó sẽ gợi ý cho các bạn bằng cách cái dấu đỏ này, nó sẽ hiện lỗi để mọi mình chỉ dạy các bạn mở cái bảng một lỗi lên error list đó. Nếu mà bạn không làm vậy nó sẽ hiện cái mặt lỗi này, bạn sẽ bỏ hai dấu ngoặc kép ở đây để hiện chuỗi. Cái này á, hai dấu ngoặc kép mà là chuỗi không có ký tự nào hết. Khi bạn chạy chương trình lên, bạn chọn vô click me, nó sẽ hiện thông báo nhưng mà thông báo này không có một cái gì hết. Đó, thông báo một cái thông báo trống. Hôm nay mình sẽ để là Hello World. Save lại. Cái này là mình hướng dẫn các bạn nhanh chứ, thêm mục đầu tiên á là các bạn viết cái đoạn code xử lý cho cái xử lý cái nút này á, các bạn sẽ bấm vô build, chọn build solution để nó build ra, nó build, nó biên dịch ra cái file tập tin là ví dụ 1.exe. Sau đó bạn mới bấm nút start để chạy. Còn mình bấm nhanh á, mình làm nhanh á, mình bấm nút start á thì tự động nó sẽ tự build xong, nó chương trình này sẽ tự nhận biết là nó tự build xong rồi nó sẽ chạy cái ứng dụng nó lên luôn đó. Bạn bấm như vậy là bạn build để bạn biết là bạn có ghi có lỗi không. Nếu mà bạn build mà bạn ghi có lỗi á, bạn build nè, có lỗi nó sẽ báo bạn biết lỗi, bạn sửa xong bạn bấm build lại, build hoàn chỉnh nó sẽ build success, không có lỗi nè, không có update gì mới luôn. Rồi xong build xong á, mình chọn run cái code đó lên. Và bây giờ bấm click me này á, nó sẽ hiện cái bản thông báo Hello World này. Làm sao để tạo thêm một cái button nữa, một cái nút nhấn nữa để cho nó tự tắt cái ứng dụng đó sau khi nó hiện cái thông báo lên. Và cũng vậy mình sẽ tạo một cái button mới, tên cho cái nội dung ở trong cái button đó và cái tên cho cái thuộc của cái button đó. Chọn, bạn để là bạn chọn là close.
cái tên thuộc tính nó là btn close. Cũng như vậy, bạn double click vô cái button đó, nó sẽ hiện ra cái để bạn viết code xử lý cho cái button đó. Để đóng trong vb.net đó, để đóng một cái ứng dụng đó, bạn chỉ đơn giản chỉ cần là mi là nói lên là cái ứng dụng này, cái chương trình này. Bạn chấm một cái close đó, đơn giản ghi close. Closes the form. Bạn tab xong bạn bỏ vô cái dấu ngoặc. Là xong. Bấm save lại, bấm build solution để coi mình có bị lỗi gì không. Đó, sau khi mình build không có lỗi gì hết, bấm nút start để mình chạy. Click me sẽ ra hello world. Bấm close tự động tắt. Mình sẽ hướng dẫn bạn thêm một cái nữa là sau khi bấm click me này á, nó sẽ hiện ngoạn sẽ hiện cái thằng thông báo lên. Rồi xong, sau khi tắt lệnh thông báo đó sẽ hiện cái dòng chữ là hello world right here ở trong cái form này, ở ngay đây. Để làm được như vậy thì bạn sẽ kiếm một cái label, cái nhãn để đây. Và cũng như vậy, bạn sẽ bấm chọn vô nó, bạn chấm properties, đặt tên cho nó. Cái label này đầu tiên nó cũng không có cái đoạn văn bản hay ký tự gì hết, để là trống đi. Rồi bạn kéo lên trên, bạn chọn là đặt label, đặt theo cái tiêu chuẩn đó là LBL, phải không? Bạn text enter. Để sao? Để khi chút nữa bạn bấm vô cái nút click me xử lý này, bạn không thể nào bạn nhớ được label 1 là cái gì, label 2 là cái gì, label 3 là cái gì để thể hiện cái form đó. Bạn phải đặt tên vậy để bạn dễ nhớ. Ồ, hồi nãy mình đặt là LBL message hoặc là LBL cái gì đó text đó, LBL text là bạn sẽ nhớ đó. Rồi bạn bấm, bây giờ bạn chỉ cần bấm LB thôi thì cái chương trình, cái phần mềm này nó gợi ý cho bạn LB. Hồi nãy tên đó bạn đặt rồi, bạn bấm tab một cái ra, xong bạn chấm tìm những cái thuộc tính, những xử lý bên trong. Bây giờ bạn chỉ cần để là văn bản vô thôi, bạn văn bản là text, bấm tab vô và bằng. Văn bản là gì, lúc nào cái chuỗi ký tự đều cũng đặt trong dấu ngoặc kép hết, hai dấu ngoặc kép hết, hello world. Bấm save lại và tiếp tục bấm build. Tại sao các bạn phải luôn luôn làm như vậy? Bấm build để các bạn biết là cái đoạn code của bạn vừa ghi ra nó có lỗi hay có thiếu sơ sót gì không. Ví dụ là bạn ghi tới đây rồi, bạn đi bấm dấu phẩy, bạn bấm build, nó sẽ hiện ra bản lỗi là bạn dư một cái ký tự này. Khi bạn double click vô cái này á, nó sẽ hiện ngay cái vị trí trước cái vị trí lỗi đó luôn. Bạn biết là cái lỗi gì, bạn xóa đi và bấm build lại. Build thành công rồi, nó sẽ không hiện gì hết. Và bạn biết lúc đó chương trình bạn có thể run lên được rồi, có thể chạy lên được rồi. Bấm chạy, bấm click me, nó hiện ra chữ hello. Sau khi tắt cái bảng thông báo hello, tại vì cái đoạn code của cái đoạn code thể hiện lên cái màn hình, cái form á, nó sẽ sau cái này. Nên khi bạn mình tắt cái này, nó sẽ hiện hello world ngay here. Ở đây, bấm close, tắt ứng dụng các bạn. Ngoài ra các bạn phải học cách là viết cái comment, viết cái gợi ý mà cái ứng dụng bạn đang làm. Ví dụ ở đây, để viết comment trong cái code, đoạn code, bạn chỉ dùng dấu phẩy, nháy phẩy nhỏ cho ở trên. Bạn viết là cái tên của các bạn, ví dụ ứng dụng này bạn tên là, mình tên là Huy, và ứng dụng là
Đó, bạn nên tập như vậy để bạn biết cái khi bạn bạn mở cái solution này lên, cái project này lên, bạn biết bạn đã viết cái gì trong đây và viết ứng dụng ở đây. Nút xử lý me, nút tập ứng dụng, bạn làm như vậy khi người khác mở cái chương trình của bạn lên, mở cái project của bạn, các bạn lên thì người ta sẽ biết là bạn ở đây bạn sẽ biết xử lý là cái gì, ở đây bạn biết xử lý là cái gì. Sau này các bạn làm việc nhóm chung để làm project chung cho một cho trong một nhóm, hay là bạn tốt nghiệp bạn đi làm, bạn làm chung trong một công ty, rất là nhiều người làm một cái project lớn như vậy. Nếu mà bạn viết luôn tuồn một dòng code vậy, mới đầu bạn viết chỉ có vài dòng mà thôi, đây là 15 dòng thôi, sau này bạn viết một cái ứng dụng có thể lên cái ngàn dòng lận, mà bạn viết luôn tuồn vậy không ai biết cái đoạn code của bạn đã viết những cái gì, làm cái gì ở đó hết, và rất khó để cho người khác chỉnh sửa, giúp bạn chỉnh sửa được cái code của bạn được. Cho nên các bạn viết, các bạn cần mới nên viết cái comment ở đây để nói lên cái đoạn code bạn đó bạn đã viết cái gì, để cho người ta biết, người ta tìm được cái đoạn đó và sửa giùm cho các bạn. Ngoài ra mình sẽ có một cuốn sách này á, Visual Basic 2012 phiên bản 6, nó sẽ có rất nhiều thông tin như create application with Visual Basic, biến và cách cộng, làm những điều kiện, danh sách, vòng lặp, những cái hàm, nhiều nhiều cái form, nhiều cái module, nhiều cái menu, nhiều cái mảng nè, file, renting nè, cấu trúc nè, làm việc với database. Rồi viết cái ứng dụng web nè, tạo các lớp, những cái location collection nè, những cái mẹ những cái hàm trừu tượng nè, rất rất là nhiều. Nếu các bạn muốn học tốt lập trình thì các bạn nên học tiếng Anh. Mình lúc cách đây 7 năm mình học, bắt đầu học đại học đó, thì tiếng Anh mình cũng rất là kém. Mình sau này mình đi học ở Mỹ rồi mình mới tốt được cái tiếng Anh chút, mình có thể đọc hiểu được. Nhưng mà trước đó mình học rất là kém, nhưng mà mình có cố gắng là mình sẽ lên tìm download những cái ebook bằng tiếng Anh, mình sẽ đọc. Tại vì những cái ebook bằng tiếng Anh đó, các bạn đọc đó, người ta hướng dẫn sâu và rõ hơn một cái vấn đề nào đó. Còn khi người ta dịch ra tiếng Việt rồi đó, có nhiều cái từ tiếng Anh người ta không dịch ra được tiếng Việt, mà người ta dịch ra một cái ý của người ta, mình khi mình đọc lại mình không hiểu được nghĩa sâu rõ của cái ứng dụng đó. Cho nên bạn nên phải đọc văn bản cái sách lập trình bằng tiếng Anh. Nếu bạn không hiểu, bạn có thể dịch nó ra, rồi từ từ bạn sẽ hiểu, bạn sẽ coi cái ví dụ nó làm như thế nào, bạn sẽ hiểu. Để sau này á, khi bạn làm một cái vấn đề nào lớn hơn á, bạn không biết á, bạn sẽ lên Google, bạn tìm gợi ý bằng cái từ tiếng Anh đó. Bạn lúc đó bạn biết từ tiếng Anh đó rồi, bạn sẽ dễ dàng giải quyết cái vấn đề đó nhanh lẹ hơn. Khi bạn phải tìm cách giải quyết bằng từ tiếng ngữ tiếng Việt. Hồi đó mình học á, có nhiều cái vấn đề giải quyết bằng từ ngữ tiếng Việt á, mình tìm hoài luôn không ra. Nhưng mà bạn gõ một từ tiếng Anh vô thôi, nó ra rất là nhiều cái trang cho hướng dẫn cho các bạn, bạn làm rất là lẹ. Và cuối cùng cho nên bạn cần phải đọc cái văn bản tiếng Anh. Và cái ebook này á, các bạn muốn lấy về đọc á, thì các bạn viết cái comment cái email của các bạn bên dưới cái video á, thì mình sẽ gửi email cho các bạn, tại mình không có sẽ share cái public được cái này, tại là vi phạm bản quyền của cuốn sách của tác giả đó.
Ok. Và cái video tiếp theo á, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một số bài tập trong cái cuốn ebook này. Một chapter 2 á, với cái ứng dụng để mình chọn lên cái đó rồi. Và các bạn thấy, các bạn có thể đọc trước cái ví dụ đó, cái bài tập đó để hey, Math Tutor Application. Cái ứng dụng này á, nó sẽ nói bạn biết một cái ứng dụng làm toán, mà ứng dụng làm toán này á, nó thể hiện trên một cái label control, cái nhãn. Khi mà mình click vô cái nút là show answer answer thì nó sẽ hiện cái kết quả là 82 này ra, và cái nút exit này á là đóng cái ứng dụng này lại, giống như cái ứng dụng hồi nãy mình đã làm hướng dẫn các bạn làm ở đây. Thay vì bạn click như này nó hiện thông báo lên thì bạn click cái này vô để nó hiện kết quả đó, cho kết quả cái thuật toán đó, mà bấm close á thì nó sẽ tắt màn hình, và bấm exit nó tắt màn hình, rất là đơn giản. Hoặc làm như cái form này, như cái mục này. Và người ta cũng hướng dẫn bạn đặt cái tên của button, đó là btn show answer và btn exit, hoặc là cái label đó là lbl answer. Cái form title đó, the form title bar should read math tutor, đó là math tutor. Và cái bài tập thứ hai là stay abbreviations. Cái stay bên đây, cái stay này là label. Bạn tưởng tượng cái ứng dụng bằng stay này là label. Abbreviation này á là cái ký tự viết tắt. Mỗi cái tên này là một cái stay ở Mỹ, và nó được thể hiện bằng cái button, một cái nút nhấn. Khi bấm vô cái nút nhấn này á, xuất hiện cái tên viết tắt của cái tên stay này đó. Now, create an application that allows the user select a state, then display that state official abbreviations. Và cuối cùng á, mình muốn giúp các bạn giải quyết cái bài toán này. A joke punchline. Nó sẽ gồm có gì? Hai cái nút setup và punchline. Cái nút setup đó, nó sẽ hiện cái dòng ký tự này, cái chuỗi này, cái đoạn văn bản này. Rồi bấm cái nút nhấn punchline á, nó sẽ hiện cái dòng văn bản này trên màn hình. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào cái video tiếp theo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé.